Chỉ 6 ngày trước khi đá trận khai màn tại ASEAN 19, đội tuyển Olympic Việt Nam mới có đầy đủ nhân sự. Điều đó đồng nghĩa, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có rất ít thời gian để lắp ghép đội hình, hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào Á vận hội. Tuy nhiên, các cầu thủ Olympic Việt Nam lại đang cho thấy được sự tự tin của mình. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Thái Sơn cho biết dù có ít thời gian tập luyện, nhưng các cầu thủ đều đã quen thuộc nhau từ lâu nên khá hiểu nhau. Tiền vệ này chia sẻ rằng không ngại bất kỳ đối thủ nào và toàn đội sẽ cố gắng từng trận một. Khi so sánh hai huấn luyện viên Philippe Chuzier và Hoàng Anh Tuấn, Thái Sơn cho biết mỗi người thầy có triết lý riêng, nhưng điểm chung là luôn yêu cầu sự tập trung từ các học trò. Đội tuyển sẽ chia tay hai cầu thủ nữa để chốt danh sách 22 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc vào ngày 16 tháng 9.